Hôm nay thì sẽ hướng dẫn anh em kiểm tra micro trước khi mua về sử dụng nhé. Như anh em đã biết thì dạo này trên thị trường rất là nhiều micro đa dạng mẫu mã, đa dạng giá cả. Thì mình sẽ chia sẻ một ít kinh nghiệm của mình cho anh em để có thể đi mua được chiếc micro phù hợp nhất. Đầu tiên mình phải xác định chi phí bỏ ra cho một chiếc micro này tùy thuộc vào nhu cầu của anh em khi mà mua chiếc micro này để sử dụng thôi. Và thứ hai, sau khi xác định chi phí bỏ ra để mua chiếc micro này thì anh em khi đi sửa micro thì nên kiểm tra chiếc micro này thật kỹ. Và yêu cầu nhân viên bán hàng chỉ có thể ứng những echo, delay, repeat về mức cân bằng nhất để anh em thể nghe được âm thanh chân thật nhất. Và hãy cầm chiếc micro này đi khắp không gian phòng để xem khả năng thu phát tín hiệu của nó có ổn định hay là không. Và hãy cố gắng hát thử một đoạn xem là micro mình đang cầm nó có bị rè hay là mình phải lấy hơi nhiều khi hát karaoke hay là không. Và lưu ý hãy kiểm tra thật nhiều micro, bởi vì có thể cùng một loại và cùng một tháng chất lượng âm thanh nó không đồng đều. Để có thể lựa chọn được chiếc micro phù hợp với mình thì anh em nên kiểm tra tổng quát trước xem mẫu mã bên ngoài nó có đẹp hay là không. Và hãy thử micro ở âm lượng thấp nhất để xem độ nhạy của micro như thế nào. Và hãy thử cả hai micro xem hai micro có chất lượng tương tự nhau hay là không, tránh trường hợp khi mua về âm thanh của micro này lấn át âm thanh của micro kia làm cho ta rất là khó chịu. Và cuối cùng là phải kiểm tra âm thuần của micro. Khi mà mình yêu cầu nhân viên bán hàng tắt tất cả các hệ thống như là echo, delay, repeat đi thì mình sẽ cảm nhận rõ ràng cái âm thuần của micro như thế nào.